mi trắng để phục vụ các tình yêu ha. Từ sau Tết tới giờ các bạn tới shop mình mặc sơ mi trắng và đã tìm được một mẫu ha. À, tuy là kiểu sơ mi trắng đơn giản chứ nhưng mà có phối ren ha, phối ren thì rất là nổi tiếng luôn nha. Cái này mặc đi học đi làm rất là đẹp luôn ha. Nó nhìn nó rất là khác lạ luôn nha. Chất của nó rất là đẹp luôn. Mình có thể phối với lại cái quần này của shop ha, quần những chiếc quần thần thánh mặc lên sẽ rất là gọn, rất là đẹp. Cái này mình mặc đóng thùng á, tôn được cái chân dài của mình nha. Và đây là khi xả form ra là như vậy nha, mình cao 1,5 m mặc là nó che phủ hết cái mông mình luôn đó. Và cái này là vạt trước ngắn sau dài ha. Và các bạn cao tí mà cao khoảng 1,65 m, 1,7 m mặc vẫn được nha, không sợ bị ngắn ha. Kiểu này là vải kate ha, vải kate rất là mướt và đẹp luôn nha. Phối với lại ren thêu đó, phối với ren thêu nhìn rất là nổi tính luôn ha. Chất vải này là mặc vào cái mùa hè rất là mát luôn ha, thấm hút mồ hôi tốt nha. Cái sau vai cũng có phối ren thêu rất là nổi tính và đẹp. Ở đây có cái túi nữa nha, cái kế của nó có cái túi nha.